Thưa quý vị, những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố có xu hướng giảm dần. Các chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao đã được chặn đứng. Tuy nhiên, thực tế dịch vẫn phức tạp khi phát hiện một số ca bệnh từ các khu chung cư. Đây là khu vực có nguy cơ rất cao, vì vậy các địa phương đã tập trung kiểm soát chặt ngay từ đầu, không để dịch lây lan. Đây là chung cư CT02 tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Hiện đã được phong tỏa cứng sau khi ghi nhận chùm ca mắc COVID-19 tại một gia đình ở tầng 2. Ngoài các hộ dân tại tầng 2 được di dời đến khu vực khác, hiện khoảng 80 hộ tại đây đều được yêu cầu thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định. Hệ thống camera cũng đã được lắp đặt để nhắc nhở người dân bên trong không tiếp xúc với nhau, tránh lây nhiễm chéo. Chọn những thành viên tự nguyện mà đã có cái tiêm chủng để mà thay thế cho cái bộ phận tổ COVID trước đây mà có liên quan đến cái yếu tố dịch tễ đối với K0 để làm cái nhiệm vụ là phối hợp để quản lý, hỗ trợ người dân trong chung cư, đảm bảo cái vấn đề đời sống cũng như cái việc là cách ly y tế của từng hộ gia đình. Theo thống kê, Đà Nẵng hiện có khoảng 50 khu chung cư trên địa bàn với hàng chục ngàn nhân khẩu sinh sống. Không gian hẹp, căn hộ san sát nhau nên nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực và có thể bùng phát nếu không kịp kiểm soát khi phát sinh ca bệnh tại các block. Từng là điểm nóng và cũng có nhiều chung cư nên các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực này vẫn đang được quận Sơn Trà siết chặt. Phổ biến đến tất cả người dân, các cái đối tượng như là các cán bộ hưu trí, các bạn trẻ trong chung cư thì mỗi bạn đều có ý thức. Thì đối với lại một cái địa phương mà có rất nhiều chung cư, hiện nay là có 56 block và 4.777 phòng thì chúng tôi phải ngay từ đầu là phải siết chặt, mà đặc biệt trong cái thời gian mà ai ở đâu thì ở đó thì tất cả mọi người dân trong chung cư là phải ở tại chỗ, và ở bên trong chung cư là phải có cái đội hình, có cái tổ đi tuần nhắc nhở người dân không được ra hành lang. Đến nay, Đà Nẵng đã trải qua gần 4 tuần thực hiện siết chặt giãn cách, song vẫn còn ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 tại các khu chung cư, nên nguy cơ lây nhiễm chéo tại đây cũng còn rất lớn. Vì vậy, thành phố yêu cầu các địa phương phải xem chung cư như một điểm cách ly tập trung F1, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch một cách quyết liệt để bảo đảm không phát sinh ca nhiễm tại các khu chung cư.